Dạ, chào các bác quay trở lại kênh Xe Đạp Phong Tuyến. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này thì em có kết nối cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em lại đang có một số phụ kiện đồ chơi cho xe đạp để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết để em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em ship hàng đến tận nhà, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào một cái yên trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có một chiếc yên của Xeolay. Đây là một cái chiếc yên nó có cái màu đen và nó có cái hình dáng nó khá là lạ các bác ơi. Đây là một chiếc Xeolay SP-01. Xeolay Boat. Cái thằng này cái đế của nó đúc nguyên khối các bác nhé. Cái gọng của nó đúc trực tiếp vào đây luôn. Hàng nó qua sử dụng rồi nên là ở trên cái gọng nó cũng có những cái vết nhẹ nhẹ này các bác này. Da rẻ thì còn rất là đẹp các bác nhé. Da còn rất đẹp. Cái thằng này thì cái mút của nó khá là êm. Đây các bác này. Em sẽ đo cái size các bác ơi. Cái này thì cái chỗ to nhất thì nó vào khoảng 14,5 cm ở đây các bác nhé. 15 cm các bác ơi. Nó vào khoảng 15 cm. Cái này thì bác nào mà có cái mông to một chút, các bác tầm được khoảng 70 cân. 70 cân đổ lên các bác nhé. Các bác ngồi cái yên này là ok. Xeolay của Ý các bác nhé. Ở đây thì nó có cái tem 7 màu các bác này. Tem chống hàng giả các bác nhé. Made in Italia. Chiếc này thì giá 1,6 triệu các bác nhé. 1,6 triệu chiếc này, bao ship cho các bác. 1,6 triệu. Rồi. Sang bên đây thì em đang có mấy bộ má phanh carbon các bác ơi. Em mua được mấy bộ má carbon của Shimano. Cái hàng này em mua được thì nó không có hộp các bác nhé. Shimano. Đấy, dòng này là dòng R55C4. Má carbon các bác nhé. Hàng chính hãng của Shimano. Giá rất là mềm, rất là dễ chơi. Đó. Cái này thì 400 một bộ các bác nhé. 400 một bộ. Bao ship cho các bác, hàng chính hãng của Shimano. Chỉ một tội là nó không có cái hộp thôi các bác ơi. Có mấy bộ thôi các bác ơi. Đây, 1, 2, có 3 bộ các bác nhé. Giá rất là mềm, dễ chơi. Shimano hàng chính hãng, 400 một bộ các bác nhé. Cái này thì bác nào đang sử dụng những cái cặp bánh carbon các bác. Các bác mua về các bác thay vào, chạy. Nó rất là đảm bảo, hàng của Shimano thì nó quá là ok rồi. Mà giá thì rất là mềm quá nhé. Cái này nó không có hộp nên là giá nó mới tốt vậy các bác nhé. Đấy, nó có hộp nữa là giá nó phải cao lên các bác ơi. Đấy. Nói chung là bảo hành cho các bác là hàng xịn. Đó, hàng chính hãng. Đấy, bác nào tin em thì mua thôi các bác nhé. 400 một bộ. Rồi bên đây thì em có bedan. Cái này là cá các bác nhé. Bedan lock, bác nào đang sử dụng những cái đôi bedan lock các bác này, lock của Pháp. Cái này của nó thì là nó là màu xám. 4,5 độ. Đó. 450.000 một bộ các bác nhé. Hàng chính hãng của lock. 450.000 một bộ. Rồi bên đây thì em đang có một cái kính của BNC các bác ơi. Một cây kính của BNC. Cây này em mua được, nó là hàng nguyên hộp luôn các bác nhé. Nguyên hộp luôn BNC. Đó. Cây này thì các bác đi đêm ok này. Dòng này nó không phải là dòng tráng gương các bác nhé, nên là các bác không bao giờ lo bị nó bong chóc gì cả. BNC. Tem mác hộp hết đầy đủ hết các bác nhé.
Đây nó còn có cả một cái túi vải của BNG này. Đấy. Đây cái hộp của nó đây. Đó. BNG. Đây. Nó là hàng xuất Nhật các bác nhé. Đấy. Giá ở bên Nhật nó đang bán là đi 18.000 yên này. Đây, cộng cả thuế vào nó là 19.800 yên các bác nhé. Đấy, nó rơi vào tầm độ khoảng 3.800.000 cái chiếc này các bác này. Đó. Ở trong đây thì nó có sách vở đây. BNG đây. Cây kính này hôm nay bác nào mua được cái cây kính này giá rất là hời luôn. Đó. Hàng chính hãng các bác nhé. Nó không để made in gì đâu. Nói chung là em chỉ biết là nó là hàng chính hãng của BNG thôi. Giấy tờ sách vở đầy đủ hết, nó còn có cả giá bán ở bên Nhật luôn các bác nhé. Để em đo cái size này. Cây này thì cái lọt lòng của nó vào khoảng 14,5. Đấy, cây này thì bác nào có cái khuôn mặt to một chút đeo cái cây kính này là ok. Cái chỗ to nhất của nó là đi nó vào khoảng 5,5 cm. Cái chỗ nó hơi lõm một chút thì nó vào khoảng 4,7 cm các bác nhé. Đó. Cây này thì giá 2 triệu các bác ơi. Giá 2 triệu. Hàng chính hãng các bác nhé. 2 triệu cây kính này. BNG. Form rất đẹp các bác nhé. Cái này là chuẩn form thể thao luôn. Đấy, cái này các bác đeo, các bác đạp xe này. Các bác đi chơi, đi xe máy. Đi chơi. Ok. Hàng chính hãng. Cái này đi được cả đêm các bác nhé. Rồi sang bên đây em có một đôi tay bấm xả các bác này. Một đôi tay bấm xả của Shimano. Cái đôi này là đôi 3 đĩa 8 lít các bác nhé. Hàng chính hãng của Shimano. Đấy, nó lướt rồi nhưng mà hình thức nó còn như mới các bác nhé. Rất chi là mới. Con ốc thì cái con lục giác này thì nó cũng có những cái vết gì, vết nhẹ nhẹ các bác nhé. Sản xuất tại Trung Quốc. Đó. Bác nào đang xài những cái bộ group 3 đĩa 8 lít này của Shimano các bác nhé. Mà nó hỏng cái tay bấm xả các bác mua này về thay vào. Cái này nó không có sản xuất ở Nhật đâu các bác nhé. Nó một là ở Singapore này, hai là Malaysia này, ba là Trung Quốc này. Đó. Cái đôi này nó đôi đời cao nên là nó sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Nó có một số cái mẫu đời nó thấp hơn. Đời nó thấp hơn thì nó sản xuất tại Malaysia hoặc là Singapore rồi đấy. Còn thằng này nó sản xuất ở Trung Quốc. Hàng chính hãng của Shimano. Em mua bên Nhật về các bác nhé. Hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Cái này nó còn có cả cái dây đề luôn các bác này. Dây đề. Sàng đĩa và củ đề các bác nhé. Bộ này thì 700 các bác ơi. 700. Đó. Cái này bây giờ các bác mua ở Việt Nam mình ấy nó tầm được khoảng 600, 600 rưỡi gì đấy. Nhưng mà chưa chắc các bác đã mua được hàng xịn các bác nhé. Đó. Cái hàng fake nó làm y hệt cái hàng xịn luôn. Nhìn không thể nhận ra được các bác nhé. Đó. Còn cái này của em là bảo đảm cho các bác là hàng xịn chính hãng của Shimano. 700. Rồi sang bên đây em có một bộ lip này. Một bộ lip của Ultegra 6800. Cái bộ này của em nó về trong tình trạng là đẹp như mới các bác nhé. Nó có 5 cái lip ở trên này. Còn chưa có dấu xích luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái. 6 cái này còn chưa có dấu xích luôn các bác nhé. Ultegra 6800 1123. Đó. Còn cái thằng này thì nó có một tí cái dấu xích rồi các bác này. Đấy, nó dính có tí vết dầu đây. Đấy, bộ này thì 1 triệu mốt các bác nhé. Ultegra 6800 1123. Đó. Cái bộ này thì bác nào mà thích đạp tốc độ cao mà thích đạp nặng thì chơi cái loại 1123 các bác nhé. Đây. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt các bác nhé. Cái này nó còn chưa có dấu xích, còn chưa dùng luôn các bác nhé. Bên Nhật thì người ta chủ yếu người ta sử dụng mấy cái ở trên này, nó có một tí tí cái dấu xích này thôi. Đấy. Giá 1 triệu mốt. Ở sang bên đây thì em có một cái cũng Ultegra 6800. Cái này là 11 các bác nhé, 11 lít. Đấy, thằng này thì nó là 1125.
1125 thì đạp nó sẽ nhẹ nhàng hơn là cái thằng 1123. Thằng này hình thức cũng còn rất chi là mới các bác nhé. 1125 rất chi là mới. Đấy, thằng này thì em để các bác 1 triệu các bác nhé. Rất chi là mới luôn. 1125. Clip 11 các bác nhé. Bác nào đang sử dụng 105, 5007, 5008 hoặc là giờ 7000. Đấy. Mà các bác muốn nâng cấp lên thì các bác mua 6008. 6008 này thì nó ngon như giờ 8000 vậy các bác nhé. Ngon như giờ 8000 vậy, chẳng qua là 6008 giờ nó không sản xuất nữa mà nó ra giờ 8000. Đó. 6008 nó là đàn anh của giờ 8000 đấy các bác. Đó. Rồi. Nó cũng như là 5008 với giờ 7000 đấy. Ở sau đây em có một đôi lốp này. Một đôi lốp của Continental, dòng này là dòng Gatokin. Đây là một cái đôi lốp chống đinh các bác nhé. Đôi lốp chống đinh ngon nhất của thương hiệu Continental của Đức các bác nhé. Chống đinh ấy, thì cái gân ở giữa này nó rất là dày. Đấy, nó rất là dày các bác nhé. Cái lốp này là lốp 700 x 25C. Cái lỗ giới hạn của nó còn rất là sâu các bác này. Đó, sản xuất tại Đức các bác nhé. Sản xuất tại Đức luôn. Đây. Có chữ Germany đâu. Em không biết nó nằm chỗ nào luôn. Đây. Made in Germany, sản xuất tại Đức luôn các bác nhé. Đấy, cái đôi này thì em để cho các bác là 1.250.000. Dòng này là dòng chống đinh các bác nhé. Chống đinh ấy thì các bác phải chấp nhận là cái trọng lượng nó nặng hơn một chút, và các bác chạy thì nó sẽ lì hơn một chút so với những cái dòng khác, ví dụ như là Continental và Pick 5000 chẳng hạn. Đấy, chống đinh ấy thì cái ở giữa này, cái mặt tiếp xúc cũng đường nó rất là dày các bác nhé. 1.250.000. Rồi tiếp đến sang bên đây em cũng có một đôi bê đan các bác ơi. Đây là một đôi bê đan MKS của Nhật. Đôi này hàng mới chưa qua sử dụng luôn các bác nhé. Made in Japan. Đây là một đôi bê đan gấp rất là tiện các bác nhé. Hàng nhôm đúc nguyên khối. Bạc đạn rất là mượt. Nhôm đúc nguyên khối, cái này nó gấp lại được các bác nhé. Cái này thì em thấy các bác hay sử dụng cho những cái chiếc xe gấp ấy, hoặc là những cái chiếc xe bánh 20 inch. Đấy. Bác nào mà hay đi du lịch cơ thế này. Đấy. Mà hay phải bỏ xe lên ô tô ấy thì các bác mua những cái chiếc những cái đôi bê đan này. Đấy. Gấp lại nó rất là gọn các bác nhé, nó cũng tiết kiệm khá là nhiều diện tích. Đó, rất là mượt mà các bác nhé. Đây. Rất là mượt mà. Đây các bác ấn vào cái là gấp nó lên. Rất là dễ sử dụng các bác nhé. Nhôm đúc nguyên khối của Nhật, giá 1.200.000 các bác nhé. Giá 1.200.000 đôi này. Cái này để em đo các bác nhé. Cái này thì cái bề ngang của nó là 6,1 cm. Cái chiều dài của nó là khoảng 9 cm các bác nhé. Đấy, chiều dài toàn trục của nó là vào khoảng 11 cm các bác nhé. Đó, giá 1.200.000. Đấy, sản xuất tại Nhật, made in Japan. Đó. Thằng này thì nó siêu bền được các bác ơi. Đấy, bên đây em lại có một cái mũ bảo hiểm nhé. Đây là một chiếc mũ bảo hiểm laser. Cái dòng này là dòng cao cấp nhất của hãng laser rồi các bác nhé. Cái model này thì cái đội đua Jumbo Visma đang sử dụng cái model mũ này của laser các bác này. Thằng này nó có một cái màu, em phải nói là nó đẹp thôi. Một cái màu quá đẹp luôn. Chiếc mũ này của em nó về trong cái tình trạng độ mới, chỉ thiếu mỗi cái hộp các bác nhé. Đấy, nó chỉnh vòng đầu ở trên đây các bác này. Chỉnh vòng đầu đây. Đây cái đít của nó này. Đây là cái tem nội địa GCF của Nhật này. Laser. Màu quá đẹp luôn.
Chiếc này thì nó có size của hãng là size L. Đó, vòng đầu từ 58 đến 61, trọng lượng là 230 g. Đấy, cái này nó size to nên là nó sẽ nặng hơn một chút so với những cái size, ví dụ nó size M hoặc size S các bác nhé. Cái này thì cái lót ở trong ấy thì nó đã được trang bị công nghệ tự động khử mùi cho các bác nhé. Đây, X-Static này, công nghệ tự động khử mùi laser thương hiệu của Bỉ. Thằng này thì nó sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Tất cả những cái chiếc mũ laser đều sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, những kể cả những cái model mà người ta sản xuất cho cái thương hiệu cái đội đua Jumbo Visma thế, nó cũng là sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Công nghệ và dây chuyền sản xuất thì là của Bỉ. Đấy, nhưng mà nhà máy thì nó đặt ở Trung Quốc nên là bắt buộc nó phải để là made in China các bác nhé. Nếu mà ví dụ như cái này mà nó sản xuất tại Bỉ, made in Belgium thì đấy, thì cái chiếc mũ này cái giá trị nó sẽ đội lên rất là cao. Đấy, ví dụ bây giờ em đang bán là 3,2 triệu chẳng hạn, nếu sản xuất tại Bỉ thì cái mũ này giá trị nó phải là ví dụ là 5 triệu chẳng hạn như thế. Ở đây thì nó có một cái túi đựng này, một cái túi đựng của laser luôn. Đấy, cái này về các bác không sử dụng nữa, các bác bỏ vào túi, các bác treo nó lên là nó không bị xước. Thằng này nó khí động học quá nhá. Đấy, cái luồng gió nó đi vào và nó đi ra nó rất là thoát các bác nhé. Các bác đội những cái chiếc mũ bảo hiểm nó như thế này khi các bác chạy ở cái tốc độ độ cao nó cũng đỡ bị cản gió hơn các bác nhé. Đấy, hàng nó cao cấp đắt tiền thì bao giờ thì nó cũng nghiên cứu và nó sản xuất thì nó sẽ chất lượng, hoặc là cái khí động học thì nó cũng hơn là những cái bản bình dân khác các bác nhé. Jumbo Visma đang sử dụng thì các bác biết là cái chất lượng nó như thế nào rồi. Đấy, sang bên đây thì em đang có mấy cái áo các bác ơi. Có mấy mẫu áo này các bác này. Đây, đầu tiên là một chiếc Caterly, hàng chính hãng các bác nhé. Cái chiếc này thì nó có size của hãng là size M, cho bác nào khoảng 60-65 cân các bác nhé. Caterly hình thức còn khá là đẹp. Cái chiếc này thì cái nách của nó là vào khoảng em trải cho nó chuẩn xong đo thì phải là dễ chính xác hơn, 46,5 các bác nhé. Cái chiều dài của nó thì vào khoảng 64,5 đó. Caterly thương hiệu rất là nổi tiếng và đắt đỏ các bác nhé. Chiếc này thì tem nó đây. Đấy, chiếc này thì em để cho các bác là 650.000 các bác nhé. Đấy, sản xuất tại Bosnia, 650.000. Đấy, chiếc này thì nó có một cái vết đây, cái vết đỏ đỏ này, cái này là cái logo của cái logo ở đằng sau, là khi mà người ta gấp vào xong là nó bị dính vào một chút các bác nhé. Có một vài cái vết thì các bạn này. Đấy, vài cái vết. Nói chung là em bán cho các bác là giá thanh lý rồi nên là giá nó rất là rẻ. Đây, cái logo này các bác này. Đấy, kiểu như là khi người ta giặt cho người ta phơi ra nắng ấy, cái logo này cho người ta về người ta gấp nó dính vào một chút. Đây này các bạn này, đằng sau thì nó có logo cờ của Ý. Đấy, Caterly. Giá thì rẻ như áo tàu luôn. Đấy, bác nào mà không ngại mấy cái vết này thì bác lấy về mặc. Nó là hàng hiệu các bác nhé, rất là đắt đỏ đấy các bác ơi. Có một vài cái vết đấy này là bán thanh lý giá rẻ đấy các bác, gần như là giá này là lỗ vốn rồi các bác nhé, 650.000. Caterly. Rồi tiếp đến là một chiếc áo Izumi. Đấy, chiếc này thì của khách nhờ em bán hộ, size L, made in Japan. Chiếc này thì bác nào khoảng 65 cân các bác nhé, 65 cân đổ lên. Cái này cái nách của nó là 45 năm, cái chiều dài là 71 các bác nhé. Chiếc này nó còn đẹp như mới luôn, đẹp như mới các bác nhé. Chiếc này giá 500 các bác ơi, đẹp như mới các bác nhé. Giá 500.
Rồi tiếp đến là em có một chiếc Izumi nữa các bạn. Chiếc này thì nó có size của hãng là size, từ từ để em tìm này, chắc là cái tem ở bên hông rồi. Chiếc này thì em nhìn nó như kiểu là size M các bác nhé. Đấy, những cái chiếc áo này thì bác nào muốn mặc form rộng thì các bác chọn những cái chiếc áo này, muốn mặc cho nó rộng rãi các bác. Đấy, cái này 45 năm, 45 năm, cái này thì nó dài 66 cho bác nào khoảng 60-60 cân. Chiếc này giá 500 các bác nhé, để cho các bác 500. Izumi của Nhật các bác nhé, Japan. Còn mới lắm các bác nhé, rất chi là mới luôn. Ở bên cánh tay nó có logo Izumi này. Cái này thì sẽ phù hợp các bác muốn mặc cho nó rộng rãi, 60 cân, 60 cân một chút, 500, rẻ như áo tàu luôn. Cuối cùng là một chiếc Izumi nữa các bác này. Chiếc này thì nó có size của hãng size L, cũng rất là mới các bác nhé, mới như trong cửa hàng ra các bác. Size L cho bác nào khoảng 65 cân đổ lên, 65, hơn 65 cân. Cái này nách 49, dài là 68, mới như trong cửa hàng ra các bác nhé. Chiếc này thì để các bác 550.000, made in Japan. Cái áo này sẽ phù hợp các bác mà muốn mặc cho nó rộng rãi các bác nhé, không muốn mặc ôm vào người, mặc rộng rãi thì các bác chọn những cái chiếc áo này, giá 550.000, mới như trong cửa hàng ra các bác nhé. Rồi em vừa quay chi tiết một số cái phụ kiện hôm nay em bán, các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em vào số điện thoại 0936525998, số này em có kết nối cả Zalo. Rồi em xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Chào các bác.